À, mình giới thiệu PSP 1000. Chơi được mấy cái game ngày xưa nha. Đó, một số bạn hỏi là có chơi được game xưa không. Chứ máy này là đã có sẵn thẻ 32GB rồi. Đây, ví dụ mình mở sẵn một cái game ngày xưa cho mấy bạn xem. Đó thì mình có sẵn game game ngày xưa nè. Đó, rất là nhiều game ha. Mình mở thử game cho mấy bạn xem. Đó. Rồi mình thoát ra. Giờ mình muốn thoát ra nè. Đó, để mình về lại cái list của này. Đó. Mình chọn game khác không? Đó, game nó xếp theo vần á mấy bạn. Đó, mình cái gì mình có hết. Pac-Man nè. Đó, Ninja Gaiden nè. Ví dụ như nè, mình vô thử nha. Load rất là nhanh nha. Nói chung là máy PSP này theo mình nghĩ là giá cũng hợp lý mà chơi được nhiều game. Đó, cái này gắn liền với tuổi thơ nhiều bạn đúng không? Chắc mấy bạn biết rồi. Đó, thì mình giới thiệu vậy. Thì cái máy này của mình là thẻ 32GB nha. Cài được rất là nhiều game. Thì hiện nay máy đang có sẵn tại shop. Nếu các bạn quan tâm thì các bạn inbox cho mình ha. Đó, nhiều game, có cả game PS1 luôn. Đó. Đó, Vice City nè. Đó, trên máy PlayStation nè, mấy bạn biết rồi đúng không? God of War nè. Đó, rất là nhiều game. Có cả Minecraft rồi, cảm ơn các bạn.